không có thông cho lắm, có vẻ là hơi không có được hiểu rõ cho lắm, cho nên bây giờ mình đi ngược lại mình ôn. Vì thật sự mà cái mà Hùng đang giảng cái cách này là cái cách mà mình học ở trường, ví dụ như trường đại học thì này ta dạy theo kiểu này, học theo kiểu này là nó mình có thể gọi là nó ngắn ngắn gọn cụ thể. Những cái này là những cái mình cần phải biết sau khi mình học và mình hiểu, thì những cái này sẽ là những cái còn lại mình đi ghi nhận. Nhưng mà để tùy không biết người khác, người ta học như thế nào thì không biết, nhưng trong quá trình học á thì mình có cái cách suy 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 diễn riêng để cho mình hiểu được. Bởi vì thật sự những con số này đôi lúc nhiều, tại sao nó có những cái con số này, và để hiểu được những cái này là mình phải hiểu kỹ chút xíu. À, bây giờ là mình học mình thấy là cả những cái mẫu đề tam, những cái mẫu đề nhị này Đức Phật ngài viết ra với mục đích là ngài phân tích tất cả những các pháp chân đế. Ngài phân tích nó vào những cái đề mục khác nhau, những cái mục khác nhau. Chẳng hạn như mà về mình gọi là những cái mẫu đề tam, nó có 22 cái mẫu đề tam, tức là 22 cách mà Đức Phật ngài phân chia tất cả các pháp chân đế vào những mục khác nhau. Thì bây giờ nói tất cả các pháp chân đế là gì, hồi trước giờ mình học mà nói tất cả các pháp chân đế là có 89 tâm, 121 tâm, 21 à, 28 sắc pháp, 52 tâm sở, niết bàn. Nhưng mà bây giờ mình để nhìn kỹ vào cái này, thật sự mình phải hiểu, khi mà mình nói là 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn là mình nói theo cách tóm gọn lại. Bởi vì trong quá trình học quá là mình có nói nữa là mình khi mình học quá mình phải hiểu là cái này đó là những cái tổ hợp, cho nên là khi mà mình học á là mình phải cố gắng nhìn cái vấn đề dựa vào cái bảng này nè. Ví dụ như mình nói 89 tâm hoặc là 121 tâm thì mình phải hiểu 89 tâm thật ra nó là 89 cái tổ hợp. Mỗi cái tổ hợp của nó bao gồm một cái tâm và những tâm sở kết hợp. Chẳng hạn như bây giờ mình nói vì cái tâm được gọi là tâm tham, thì tâm tham thứ nhất thì cái đó là nó bao gồm cái tâm ở trong đó và 19 tâm sở kết hợp ở trong đó. Cho nên cái tổ hợp là cái tổ hợp hai bao gồm 20 thành phần ở trong đó. Nó bao gồm một cái tâm và 19 cái tâm sở kết hợp. Là tương tự như vậy mình nói tới tất cả nó, đối với những cái tổ hợp khác thì mình có tất cả là 89 cái tổ hợp. Rồi bây giờ tại sao nó là 89 và 121? Cho nên mình mới thấy 89 thật ra là con số ngắn gọn, 121 là con số cụ thể. Bởi vì khi mà mình phân tích theo thì mình thấy là 89 là trong đó chỉ có 8 tâm siêu thế thôi, mà 121 là trong đó nó có là 40 tâm siêu thế. Tức là khi mà mình ở trong cái hoàn cảnh mà mình cần phải phân tích tâm siêu thế dựa vào chẳng hạn như thọ chẳng hạn, thì mình phải xem nó là 40 tổ hợp chứ không phải chỉ là 8 tổ hợp không. 8 cái tổ hợp đó thật ra là cái sự ngắn gọn thu gọn lại của 20 à 40 cái tổ hợp đó. Bởi vì sao bây giờ mình như giả sử mình nói bây giờ thường thường người ta hỏi cái câu hỏi, người ta nói tâm siêu thế nào là có thọ hỷ, thì khi mà cái câu hỏi đó là như vậy thì mình không thể xem 89 tâm được mà mình phải xem 121 tâm. Bởi vì bây giờ đang nói thứ thọ, phân tích cho thọ thì thọ có 5 loại thọ đó, thì mình thấy là nếu như mình xem tâm tiêu thế siêu thế chỉ có 8 thì mình không thể trả lời câu hỏi đó được. Mình phải xem tâm siêu thế là nó phải bao gồm là 40 cái tổ hợp ở trong đó, là vì trong 40 cái tổ hợp đó nó sẽ có những cái tổ hợp mà có thọ hỷ ở trong đó. Còn nếu như mình chỉ xem nó chỉ là cái 8 tổ hợp không thì trong đó nó chỉ nó thọ nói chung chứ không có biết thọ đó là thọ gì. Mình phải hiểu là như vậy. Cho nên khi mà nói mà 89 tâm thì mình hiểu 89 tâm đó thật ra là mình phải nói chung với 52 tâm sở, 89 tâm và 25 tâm sở đó là mình phải chia nhỏ nó ra thành là 89 cái tổ hợp và hoặc là 121 cái tổ hợp. Trong mỗi tổ hợp đó nó bao gồm một cái tâm và những tâm sở kết hợp với nó. Và cái tiếp theo nữa tương tự là khi mình nói như vậy, mình nói 28 sắc pháp. Mình nói 28 sắc pháp là mình nói chung, chứ thật sự không thể nói 28 sắc pháp được. Bởi vì khi mình thấy là giống như tâm như vậy, những cái sắc pháp nó sanh lên là những cái tổ hợp của nó. Chẳng hạn như mình nhớ là, thì mình nhớ đó là có là bốn nhân sanh sắc pháp, đó là nghiệp, tâm,
nhiệt lượng và dưỡng tố. Chẳng hạn như mà nói về về nhiệt á, thì nó sẽ có chín cái tổ hợp có thể được sanh ra bởi nhiệt. Trong chín tổ hợp, trong mỗi cái tổ hợp đó, nó sẽ có những cái sắc pháp kết hợp với nhau. Chẳng hạn như mà nói là cái trong trong chín cái nhóm mà sắc pháp do nhiệt tạo đó, cái nhóm đầu tiên chẳng hạn như nó cái nhóm gọi là thần kinh nhãn đó, cái nhóm gọi là nhãn, có cái thần kinh nhãn trong đó, nó bao gồm chín, nó bao gồm là bao nhiêu, nó bao gồm là chín cái sắc pháp ở trong đó, tức là nó bao gồm có tám sắc pháp bất ly và cái sắc thần kinh nhãn ở trong đó nữa. Bây giờ thế mình thấy từ đó mình phân tích ra thật sự nó không phải chỉ có 24 sắc pháp, mà nó bao gồm mỗi cái tổ hợp nó sẽ có những cái sắc pháp riêng, và 28 sắc pháp là do mình tính những cái nào chung mình sẽ bỏ ra. Chẳng hạn như mình thấy mình so sánh giữa cái nhóm sắc pháp mà có thần kinh nhãn và nhóm sắc pháp có thần kinh nhĩ trong đó, thì mình thấy trong cả hai nhóm đó nó đều có là tám sắc bất ly hết. Cho nên khi mà mình xem chung hai cái nhóm đó với nhau, mình có thể nói là trong hai nhóm đó nó có 10 sắc pháp trong đó, là nó có tám sắc pháp bất ly chung, và một cái bên kia thì nó có thần kinh nhãn, một cái bên này có thần kinh nhĩ, thì cho nên mình cộng chung được là 10. Cho nên khi mà mình xem tất cả những cái nhóm sắc pháp đó lại, mình thấy là à nó có chung là nó, mình tính những cái mà chỉ là riêng biệt đó, thì nó có đúng là 28 sắc pháp, nhưng mà thật sự nó không phải chỉ có 28 cái sắc pháp riêng lẻ là như vậy. Nó cũng giống như tâm như vậy, nhưng mà nói tâm là 89 tâm và 52 tâm sở, là cái đó mình nói chung những cái gì nó có chung, nhưng mà thật sự nó không phải chỉ có chừng đó. Nên bây giờ mình phải hiểu thoáng ra như vậy, mình phải hiểu thoáng ra như vậy, thì khi mình học vào những cái mẫu đề này mình mới hiểu rõ nó là tại sao như vậy. Bây giờ ok như vậy rồi, bây giờ mình mới đi ngược lại cái hai cái mẫu đề vừa rồi mình học, những cái mẫu đề là gì, tam đề thiện trước nhé. Ok, bây giờ tâm đề thiện thì ở đây dĩ nhiên mình nói là Đức Phật đã phân chia những cái pháp chân đế đó vào ba cái mục khác nhau, là thiện, bất thiện và vô ký. Bây giờ cái này á, là những con số để cho mình nhớ, là thiện thì nó gồm 21 tâm thiện, 38 tâm sở, nhưng thật ra nó không phải là như vậy, mà nó là 21 cái tổ hợp khác nhau. 21 cái tổ hợp, thì bây giờ khi mà mình nhìn vào cái bảng này, 21 cái tổ hợp đó nó có được tên gọi là, nó có cái, bởi vì mình biết là tâm á, thường tâm là cái yếu tố đi đầu tiên, cho nên thường người ta gọi cái tổ hợp đó dựa vào cái tên của cái tâm. Thì bây giờ nó 21 tâm thiện á, thì mình thấy trong đó nó có 8 cái tổ hợp đầu tiên này, thì mình gọi là 8 cái đại thiện. Thì mình phải hiểu 8 cái tổ hợp trong đó là cái tâm đầu tiên đó, như dựa vào trong cái bảng bên này á, như dựa vào cái bảng bên này là đây. Bây giờ mình nhìn vào đây, mình thấy 21 cái tâm đó, thật là 20, khi mình nói 21 cái tâm và 21 cái tâm về 38 tâm sở, cái việc mình phải hiểu đó là 21 cái tổ hợp. Trong 21 cái tổ hợp đó, những cái tổ hợp đầu tiên á, nó sẽ là một cái tâm và 38 tâm sở kết hợp. Cái tổ hợp thứ hai nó là một cái tâm và 37 tâm sở kết hợp. Cái tổ hợp thứ ba là một cái tâm, okay, và 37 tâm sở. Cái gì như tâm thứ nhất, tổ hợp thứ nhất và tổ hợp thứ hai thì một cái tâm và 38 tâm sở. Tổ hợp thứ ba và thứ tư thì nó sẽ có là một cái tâm và 37 tâm sở. Tổ hợp thứ năm và thứ sáu nó sẽ là một cái tâm và 37 tâm sở, và một cái tổ hợp thứ bảy thứ tám nó sẽ là một cái tâm và 36 tâm sở. Tương tự như vậy, bây giờ mình qua bên cái bên mà thiện sắc giới, thì nó cũng sẽ là như mỗi cái tâm thiện sắc giới á, thì nó sẽ là cái gì, một tâm 35 tâm sở kết hợp, nó có cái tổ hợp đó. Rồi cũng như là nhị thiền, cái nó sẽ là một cái tâm 34 tâm sở kết hợp. Thì khi mình lấy tất cả 21 cái tổ hợp đó, thì mình xem ra nó sẽ có trong trong đó có bao gồm là 21 cái tâm riêng lẻ, và khi mình xem là nó sẽ có những cái tâm sở nào là riêng biệt với nhau, mình xem chung là hết, thì nó sẽ 38 tâm sở. Cho nên mình mới hiểu, nhìn vào cái bảng này á, là nói là à, 21 tâm thiện và 38 tâm sở. Ở đây mình phải hiểu là những con số này nó có được là từ 21 cái tổ hợp đó.
Cũng tương tự như vậy, đi bất thiện này nó là khi mình ghi đây là tâm thiện là 12, tâm 12, 27 tâm sở, thì mình phải hiểu này, cái này là nó xuất hiện từ 12 cái tổ hợp của 12 cái tâm bất thiện. Mỗi cái tâm bất thiện nó sẽ có những cái tâm sở đi cùng riêng chung với nó nữa, chứ không phải thật ra không phải chỉ có 27 tâm sở mà nó rất nhiều tâm sở trong đó. Mà khi mình tính riêng những cái nào là riêng với nhau á, những cái nào không có giống nhau thì nó sẽ có 27 cái. Mình phải hiểu là như vậy khi mình mới phân tích những cái này được. Mà thật sự cái đó phải là cái mình đáng hiểu, chứ không phải chỉ là hiểu trên là một là 89 tâm hoặc 121 tâm hoặc là 52 tâm sở, không, cái đó không có đủ. Bởi vì thật sự cái nó không phải là như vậy. Bởi vì trên thực tế là khi mà mỗi cái tâm sanh lên là cứ một tâm mà có những cái tâm sở sanh lên cùng với nó là những cái tổ hợp riêng biệt như vậy. Cái này chỉ là những con số nói chung phía sau khi mình phân tích lại để mình nhớ mà thôi. Thì cái điều này nó sẽ nó không rõ ở trong cái tam đề thiện, nhưng mình khi khi mình đi qua cái tam đề để thọ chẳng hạn, mình thấy bắt đầu cái này là nó mình phải sử dụng cái kiến thức đó. Bởi vì mình thấy nè, như là trên cái tam đề thiện á, là mình chỉ phân tích có 89 tâm mà thôi, bởi vì cái này nó không có liên quan tới thọ, nó không có sự phân chia thọ với nhau, cho nên mình chỉ lấy 89 tâm. Nhưng mà thật sự đúng là nó phải là 121 tâm hoặc là cái đôi khúc nhiều hơn nữa. Thì mỗi cái tổ hợp đó, bởi vì khi mà mình phân tích theo cái tam đề thiện nó không có liên quan tới thọ, thì những cái tâm mà tuy rằng nó có thọ khác nhau đó, mình sẽ tính chung là thành là một thọ mà thôi. Cho nên nó quay ngược lại trở thành là có 89 tâm. Nhưng mà qua bên cái tam đề thọ một cái, bởi vì mình đã nói từng loại thọ khác nhau, bây giờ mình không thể xem là 89 tổ hợp được nữa, mình phải xem là 121 tổ hợp. Từ đó mình mới phân tích vào như vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình qua cái mà những cái pháp mà tương ưng lạc thọ, thì mình thấy là nhìn cái bảng này á, nhìn ngược lại cái bảng này, thì mình sẽ thấy trong đó nó có là 63 cái tổ hợp mà có liên quan tới tới lạc thọ. Cái này với thêm một điểm nữa là bây giờ cái chi pháp này nó là những các pháp tương ưng với lạc thọ, đúng không? Bây giờ mình sẽ đi qua cái bảng này lại. Rồi. Bây giờ lạc thọ, bây giờ mình tính là 121 tâm, bây giờ mình nhìn vào đây thọ nó nằm ở trong cái biến hành này. Bây giờ mình nhìn vào cái tâm đầu tiên. Cái tâm đầu tiên nó sẽ là một tâm, tổ hợp đầu tiên nó sẽ là một tâm kết hợp với 19 sở hữu. Trong 19 cái sở hữu này á, nó có một cái sở hữu là sở hữu thọ, và cái sở hữu thọ đó nó là thọ hỷ. Bây giờ mình nhìn vào cái tổ hợp này nó bao gồm là 20 thành phần ở trong đó. Trong 20 thành phần này á, mình thấy là nó trong 20 thành phần này nó có một cái thành phần là thọ hỷ, tức là thọ lạc. Thì mình sẽ thấy là cho nên 19 cái thành phần còn lại sẽ là những cái thành phần kết hợp với thọ hỷ. Cho nên trong cái tổ hợp đầu tiên đó, mình sẽ lấy ra được 19 cái thành phần có kết hợp với thọ hỷ. Tương tự như vậy mình đi qua cái tâm tiếp theo, tâm tham số 2. Tâm tham số 2 á, thì nó cũng là thọ hỷ luôn. Nó đúng rồi, nó là thọ hỷ luôn. Mà nó có 21 cái thành phần ở trong cái tổ hợp này. Bây giờ nhìn vào 21 cái thành phần này, mình thấy là nó sẽ có 20 cái thành phần nó kết hợp với thọ, nó đi cùng với thọ hỷ. Mình phải hiểu đây là như vậy. Trong cái tổ hợp đầu tiên có 19 cái thành phần kết hợp với thọ hỷ. Trong cái tổ hợp thứ hai nó có 20 cái thành phần kết hợp với thọ hỷ. Bây giờ chẳng hạn bây giờ mình qua đi ta đi qua cái tâm thứ thứ năm này, tâm tham thứ năm. Trong tâm tham thứ năm này á, là nó có một cái tâm và 18 cái tâm sở kết hợp. Tức là nó có 19 cái thành phần. Bây giờ mình nhìn vào trong 19 cái thành phần này á, cái thọ của nó lại là thọ xả chứ nó không phải thọ hỷ. Cho nên cả 19 thành phần này không kết hợp với thọ thọ lạc. Mình phải hiểu đó là như vậy. Cho nên sau sau khi mà mình đã tìm tất cả những cái tổ hợp nào mà có những thành phần kết hợp với thọ hỷ rồi, bây giờ mình mới xem là những cái thành phần riêng biệt ra, thì tâm á, thì nó có tất cả là 63 tâm. Cho nên mình thấy cái tâm xem như là một và nó có chỉ có một thôi, bởi vì tâm là giống nhau. Và còn lại những cái thành phần khác đó mình gộp chung nó lại, cho nên mình mới có cái gì, mình mới có là 46 tâm sở. Chứ thật ra nó không chỉ là 46 tâm sở, nó rất nhiều tâm sở ở trong đó, mà nhưng 46 tâm sở này 46 tâm sở riêng biệt. Bởi vì sao, chẳng hạn như bây giờ mình nói là trong 63 cái tâm mà kết hợp với thọ lạc này, cứ mỗi tâm nó sẽ có một cái
xúc, tâm sở xúc trong đó. Cho nên thật ra nó có là tất cả 63 cái tâm sở xúc kết hợp với thọ lạc rồi, chứ không phải chỉ có 46 cái tâm sở nói chung này. Trong 46 tâm sở nói chung này, mình xem tâm sở xúc thì chỉ có một mà thôi, bởi vì nó giống nhau hết, nhưng nó giống nhau trong 63 cái tổ hợp luôn. Cho nên mình xem nó như là một, mình phải hiểu nó như vậy. Thì từ đó mình thấy là rất là rộng như vậy. Cứ mỗi cái tổ hợp như vậy, mình phải xem, mình phải phân tích từng mỗi tổ hợp như vậy và dựa vào cái chi pháp của nó. Từ đó mình mới thấy được là khi mình qua bên cái ngoài đề đó rồi nè, mình mới thấy tại sao nó có những cái con số này. Bởi vì khi trong nhìn, bây giờ mình nhìn ngược lại cái bảng này, mình thấy là nó có tất cả là 63 cái tổ hợp, mà trong đó có những thành phần kết hợp với thọ lạc. Thì bây giờ mình nhìn lại toàn bộ là 63 cái thọ lạc mình không có nói tới, bởi vì 63 cái thọ lạc nó không thể kết hợp với thọ lạc được. Chính vì như vậy cho nên nó sẽ rơi vào trong cái ngoại đề, nó không thuộc vào những các pháp mà ở trong ba cái thành phần đầu tiên. Cho nên nó rớt vào cái trường hợp là ngoại đề, nó không có thuộc vào cái tam đề này. Mình phải nhìn nhận vấn đề như vậy mình mới thấy rõ được tại sao mình có những cái con số này. Okay. Thì đó là cái điểm thứ nhất là mọi người phải chú ý. Rồi giờ cái thứ hai nữa là tại sao như thưa thầy, thầy cho trò, tại vì cái chỗ này cũng là chỗ trò bị thắc mắc. Tức là tại vì nếu mà trò vẽ một cái vòng tròn ra đi, là cái tâm đầu tiên là nó, thầy nói nguyên một cái đó là một cái tổ hợp, thì trò vẽ cái vòng tròn trong đó có cái tâm tham đầu tiên với lại 19 cái tâm sở đi kèm với nó, thì đó là coi như mình có tất cả là 20 cái thành phần trong đó. Nhưng mà trong đó đó thì mình sẽ không có cái tâm sở thọ, coi như lúc đầu là 20 cái thành phần, nhưng mà tại vì cái này là mình nói về cái thọ lạc, thành ra mình lấy cái tâm sở thọ ra thì mình còn lại có 19 cái thành phần, phải không ạ? Không phải là mình lấy cái tâm sở thọ ra, bây giờ chị hiểu, bây giờ mình nói tôm na, bây giờ nếu mà còn một cái nhóm bạn, okay, một nhóm người trong đó có 20 thành 20 người, 20 người bạn ở trong đó. Bây giờ một người bạn có tên là, bây giờ mình lấy chẳng hạn như là tên Nam đi, người tên Nam. Bây giờ mình nói trong cái nhóm nó có bao nhiêu người là bạn của Nam? Thì nó chỉ có 19 người là bạn của Nam thôi, bởi vì Nam không thể là bạn của Nam được, làm sao mình là bạn của mình được. Cho nên mình nhìn vô cái tổ hợp đó, bây giờ mình nhìn cái chi pháp nói là cái pháp nào mà kết hợp với thọ lạc. Thì bây giờ mình thấy trong đó nó có cái thọ lạc nó nằm ở trong đó, thì cho nên bởi vì tất cả cái tổ hợp này nó có 20 thành phần, thì 20 thành phần này nó kết hợp với nhau, thì mình sẽ thấy là 19 cái thành phần còn lại nó sẽ kết hợp với cái thọ lạc đó. Cái thọ lạc nó không thể kết hợp với thọ lạc được, bởi vì cái thọ lạc là chính nó rồi, nó đâu có thể kết hợp với nó được. Chị rõ không? Như là không có tâm gì phải không sư thầy? Cái đó chỉ là mình nói là cái thọ thôi, thành ra lúc đó mình mới lấy cái đó ra làm ngoại đề. Chứ mình không có nói là tâm sở gì liên quan với tới nó, phải không ạ? Không phải là bởi vì cái này mình phải xem nó là một cái tổ hợp bao gồm một thành phần được gọi là tâm, và 19 cái tổ hợp còn lại là những cái tâm sở. Bây giờ cái mục này là cái mục là những cái pháp mà có liên quan tới thọ lạc. Bây giờ chị bóc từng cái chi pháp trong đó, chị bóc từng cái thành phần trong 20 cái thành phần trong đó mình xem, mình coi. Ví dụ như mình bóc cái tâm này nó có kết hợp với thọ lạc không? Mình nhìn thấy đúng, bởi vì trong cái tâm này nó đi cùng với thọ lạc mà, cho nên nó là kết hợp với thọ lạc. Mình bóc cái tiếp theo, mình bóc cái tâm sở xúc. Bây giờ mình xem cái tâm sở xúc trong cái tổ hợp này nó có đi cùng với thọ lạc không? Mình thấy đúng, nó có đi cùng với thọ lạc, bởi vì có cái thọ lạc nằm trong đó. Tương tự như vậy, mình hỏi cái câu hỏi đó cho từng thành phần ở trong đó. Bây giờ tới cái thành phần là cái tâm sở thọ lạc. Bây giờ mình nghĩ cái tâm sở thọ lạc này có đi cùng với thọ lạc hay không? Thì đâu, bởi vì nó nhìn xung quanh nó đâu có thọ lạc, nó chính nó là thọ lạc rồi, nó đâu có thể đi cùng với thọ lạc được nữa. Cho nên nó không thuộc vào cái nhóm được gọi là những pháp liên quan với thọ lạc. Cho nên mình loại nó ra khỏi cái mục là những pháp không liên quan với thọ lạc. Tương tự như vậy, mình nhìn khi mình đi qua cái mục liên quan với thọ khổ, thì bây giờ mình nhìn là cái tâm thọ lạc, cái tâm sở là thọ lạc đó. Bây giờ mình hỏi cái tâm sở thọ lạc đó nó có liên quan tới, nó có tương ưng với cái thọ khổ không?
Không, bởi vì sao? Cái thọ khổ này nó chỉ xuất hiện ở trong những cái tổ hợp khác mà thôi. Tức là nó chỉ xuất hiện trong ba cái tổ hợp mà thôi. Tức là một cái tổ hợp là tâm thân thức thọ, thọ khổ. Và hai cái tổ hợp là nó có liên quan tới, tới hai tâm sân. Bây giờ mình nhìn vào những cái tổ hợp này á, mình thấy trong đó nó nó có cái thọ lạc, nó có nằm ở trong những cái tổ hợp này không? Nó không có, đúng không? Bởi vì bây giờ chị nhìn vào, bây giờ giả sử bây giờ chị nhìn vào trong cái tâm thân thức thọ khổ đây, trong tâm bây giờ nó thân thức nó không, có rõ. Bây giờ mình nhìn nó tâm tâm sân này, tâm sân thứ nhất, trong tâm sân thứ nhất á, là nó có là một cái tâm và 20 cái tâm sở ở trong đó. Trong cái tổ hợp này nó có tất cả là 21 thành phần. Đấy. Bây giờ trong đó nó, bây giờ mình nhìn trong cái tâm sân này, nó có cái thọ ưu trong đó, nó có thọ khổ trong đó. Bây giờ mình đi ngược lại, bây giờ mình thấy cái tâm sở mà tâm sở thọ thọ hỷ đi, trong cái tâm tham thứ nhất lúc nãy là mình nói nó không có thuộc vào cái mục là liên tương ưng với thọ lạc. Bây giờ nó bị loại ra rồi, đúng không? Bây giờ mình xem nó có tương ưng với thọ khổ không? Nó không có tương ưng với thọ khổ, bởi vì nó đâu có xuất hiện ở trong tâm sân đâu. Cho nên nó cũng là nằm ở ngoài những cái đề mục mà mình phân tích. Cho nên nó vẫn nằm là ngoài đề. Bây giờ mình đi tiếp qua bên những cái mà tổ hợp mà có liên quan tới thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả. Thì bây giờ mình thấy cái tâm sân, cái thọ hỷ mà bị, những cái thọ hỷ mà bị loại ra ngoài đó, nó cũng không có kết hợp chung với những cái tổ hợp mà có thọ xả ở trong đó. Cho nên nó cũng có không liên quan tới thọ xả luôn. Chính vì vậy cho nên sau khi mình đi qua tất cả ba cái mục này rồi, mình thấy là những cái thọ hỷ đó, những cái thọ lạc đó, nó vẫn còn nằm ở bên ngoài. Chính vì vậy cho nên tận cùng nó vẫn là ngoại đề, nó không có nằm trong cái tam đề đó. Gì đó không ạ? Dạ, cảm ơn thầy. Mình phải nhìn, mình phải hiểu, mình phân tích kỹ sâu nó vào như vậy, chứ mình mới hiểu tại sao nó có những cái con số này. Cho nên và sau khi cuối cùng mà mình đã đi được tới những cái con số này rồi á, thì cho nên cái bản cuối cùng này nó sẽ giúp cho mình là ghi nhớ về sau. Thì đó. Cho nên cuối cùng mình đi qua những cái bảng này, nó sẽ nhớ nhắc cho mình nhớ lại. Nhưng mà để đi tới được cái bảng này là mình phải hiểu cái vấn đề thông qua cách phân tích như vậy. Cho nên mình mới thấy được là tại sao nó có những cái con số này. Bởi vì cái này hiện tại là mình đang nó tới những cái mẫu đề đầu tiên á, nó còn đơn giản. Khi mình đi qua những cái mẫu đề sau nó rất là phức tạp, mình phải nhìn nhận vấn đề nó là như vậy. Cho nên bây giờ là mình từ mình chỉ đang nói tới tâm thôi, nhưng mà khi nói tới sắc pháp của những cái mẫu đề nó có liên quan tới sắc pháp thì sao? Thì mọi người mình phải hiểu như cái cách mà mình nói ban đầu đó, tức là mình phải hiểu nó là sắc pháp, thật ra 28 sắc pháp, nhưng mình phải hiểu nó dựa trên những cái tổ hợp. Tức là trong đó nó có 9 cái tổ hợp là do nghiệp tạo. Mỗi cái tổ hợp đó nó có bao nhiêu sắc pháp ở trong đó. Ok, mình phải hiểu nó là như vậy. Rồi, bây giờ có thêm một điểm nữa là như hôm trước rồi đó. Là khi Đức Phật Ngài phân tích những cái pháp chân đế này vào những cái mục này á, thì sẽ có những cái tam đề mà sẽ có những, mình sẽ có những cái chi pháp nó còn dư sót. Chẳng hạn như trong cái tam đề thọ, tam đề mà thiện á, thì không có dư sót gì cả, bởi vì toàn bộ tất cả các sắc pháp, tất cả các pháp chân đế đều có thể được phân chia thành ba loại trong đó hết, không còn dư sót cái nào hết. Nhưng mà qua bên cái tam đề thọ này thì mình sẽ thấy như phân tích lúc nãy đó, nó có những cái này còn dư sót ở bên ngoài, nó không có thuộc vào trong cái tam đề này. Bởi vì như mình thấy là thọ, bởi vì thọ nhưng mà thấy rồi mình phân tích đó, tất cả các thọ đều không thể liên quan tới, không thể kết hợp với thọ được. Cho nên toàn bộ
121 cái tâm sở thọ đó nó đều là nằm ở bên ngoài cái mẫu đề này. Tương tự như vậy, 28 sắc pháp thì mình nói là tất cả những các sắc pháp mà nó có nằm trong những cái tổ hợp của những các sắc của những nhóm sắc pháp đó, nó đều không có liên quan tới, nó không đều không có kết hợp với thọ hết, cho nên nó cũng nằm trong là ngoại đề. Tương tự như vậy, niết bàn thì chỉ có một mà thôi, chỉ đứng một mình mà thôi, niết bàn không có tương ưng với bất kỳ cái thọ lạc, thọ khổ, thọ xả nào hết, cho nên niết bàn nó cũng là ngoại đề. Sau khi mình phân tích nó là như vậy rồi, thì bây giờ theo từng mục mình sẽ phân chia tất cả các pháp trong từng mục dựa vào uẩn xứ, giới và đế. Thì bây giờ thì ở đây một cái điểm quan trọng nữa là sau khi mình đã hiểu được như vậy rồi, thì bây giờ khi mà phân tích của uẩn xứ giới đế thì mình đã hiểu là chẳng hạn như nói là uẩn, thì khi mình nói là các pháp tương ứng với lạc thọ, để các pháp tương ứng với lạc thọ nó sẽ có là 63 tâm, 42 tâm sở, nhưng mình phải hiểu rõ là thật sự nó có 63 cái tâm. 42 tâm sở này thật ra nó có rất là nhiều, chứ không phải 42 tâm sở. 42 tâm sở này chỉ mình chỉ lấy những cái gì đã có rồi mình loại ra. Chẳng hạn như là như cái tâm tham đầu tiên đi, trong cái tâm tham đầu tiên nó sẽ có cái tâm sở xúc ở trong đó. Trong cái tâm tham thứ hai nó cũng có tâm sở xúc ở trong đó. Tức là mình thấy hai cái tổ hợp đó có tới hai cái tâm sở xúc rồi. Nhưng mà ở đây mình tính là bởi vì cái tâm sở xúc giống nhau mình chỉ lấy có một mà thôi, cho nên từ đó nó chỉ có một ở trong 46. Nhưng mà thật sự nếu mà nói kỹ ra thì chỗ này nó sẽ là 63 tâm. 63 tâm sở xúc, 63 tâm sở tưởng, 63 tâm sở tư. Nó rất là nhiều như vậy chứ nó không chỉ có 46 tâm sở. Mình phải hiểu như vậy. Okay. Cho nên khi mà đi xuống như này, khi mà phân tích theo uẩn đó, mình là tưởng uẩn thì mình nói tưởng uẩn là tâm sở tưởng, nhưng thật ra nó là 63 cái tâm sở tưởng, là 63 cái tâm sở tưởng đó nó đều thuộc vào tưởng uẩn hết. Mình phải hiểu rõ như vậy. Rồi cái đó là phân tích uẩn xứ giới đế. Rồi về uẩn á, là khi mình bây giờ mình phải nhớ là hồi trước mình học uẩn là có nó năm uẩn, thì khi mà đem phân tích tất cả những cái pháp chân đế vào uẩn á, thì niết bàn nó không có nằm trong ngũ uẩn, cho nên khi trong một cái nhóm pháp nào mà nó có niết bàn ở trong đó, mà khi mình đem phân tích cái nhóm pháp đó theo uẩn, thì niết bàn nó sẽ là ngoại uẩn. Niết bàn nó sẽ không thuộc uẩn. Nhưng mà trong trường hợp chẳng hạn như bây giờ, trường hợp mà lấy là lạc thọ này đi, những pháp tương ứng với lạc thọ, và đây trong này nó không có niết bàn, cho nên toàn bộ những cái pháp mà tương ứng với lạc thọ này nó sẽ được phân chia thành những uẩn tương ứng, cho nên không có cái pháp nào mà là ngoại uẩn hết. Tương tự như vậy, xứ thì khi mình học về xứ thì mình thấy là toàn bộ tất cả những các pháp chân đế đều có thể được phân chia thành 12 xứ. Khi Đức Phật này phân chia tất cả các pháp chân đế thành xứ đó, là toàn bộ tất cả các pháp đều có thể được đưa vào 12 xứ hết, nó không còn dư sót pháp chân đế nào hết. Tương tự như vậy đối với giới cũng như vậy. Nhưng mà khi mà đế á, như mình phải ôn lại như đế, thì khi mà phân tích vào đế theo cái phương pháp của ví dụ pháp á, thắng pháp á, thì sẽ có những cái thành phần nó còn dư sót, nó không có thuộc vào tứ đế. Nên khi mà mình nhìn, khi mình phân tích những cái chi pháp thuộc vào trong từng nhóm một này, mình sẽ xem có những cái pháp nào mà nó không thuộc vào một tứ đế nữa, thì những cái đó nó sẽ thuộc vào là ngoại đế. Thì nó có những cái từng bước như vậy. Dạ thưa thầy, nhưng mà đa số là mình có ngoại đế không thầy, chứ đâu có ngoại uẩn hay là ngoại giới hay ngoại xứ không thưa thầy? Như này em nói rồi đó, về uẩn á, thì khi mà mình tính toàn bộ tất cả các pháp chân đế thì chỉ có niết bàn là nó không thuộc vào uẩn mà thôi. Cho nên bây giờ mình nhìn vào trong cái, bây giờ chẳng hạn bây giờ mình đi ngược lại cái tam đề thiện, trong cái tam đề thiền này giờ thấy bây giờ là tất cả thiền á, trong này nó có niết bàn không? Nó không có niết bàn ở trong này, cho nên sẽ không có ngoại
ngồi uẩn ở đây. Thì trong những chi pháp mà là thiện, nó không có ngồi uẩn, bởi vì nó không có niết bàn ở đây. Tương tự như vậy, trong những các chi pháp mà là bất thiện, nó cũng có niết bàn, cho nên nó sẽ không có ngồi uẩn. Nhưng mà qua bên những các pháp gọi là vô ký á, thì mình thấy nó có niết bàn ở trong này. Cho nên trong những các pháp vô ký đó, nó sẽ có ngoại uẩn. Tương tự như vậy, bởi vì bên xứ và giới á, thì bởi vì tất cả các pháp chân đế đều có thể được phân chia vào 12 xứ và 18 giới, cho nên mình sẽ không có cái trường hợp gọi là ngoại xứ và ngoại giới. Bởi vì tất cả mình bóc một cái pháp chân đế nào mình đem tin phân chia, nó sẽ làm, nó sẽ thuộc vào một trong 12 xứ hoặc là một trong 18 giới. Cho nên mình sẽ không có ngoại xứ và mình không có có ngoại giới. Còn về đế thì khi ban đầu khi mình học và mình phân tích theo đế đó, thì mình thấy là ngoại nó sẽ có những cái pháp thuộc về ngoại đế, chẳng hạn như những cái tâm đạo và 28 tâm sở còn lại ở đây, nó một phần một chuyện là 28 tâm sở còn lại này là mình phải hiểu nó theo cách như mình nói vừa rồi đó. Tức là mỗi tâm đạo đó mình phải xem đó là một cái tổ hợp, nó bao gồm một cái tâm đạo ở trong đó và những cái tâm sở kết hợp với cái tâm đạo đó. Bây giờ chả giả sử như bây giờ mình đi vào trong nói cái tâm này, tâm sơ đạo đi, tâm sơ, tâm đạo sơ thiền, tâm mình bây giờ mình nói tới cái tâm sơ đạo sơ thiền. Tâm sơ đạo sơ thiền á thì nó sẽ có một cái tâm và nó kết hợp với 36 cái tâm sở. Đấy. Thì bây giờ mình nhìn trong trong này mình thấy là trong nó có tất cả là 37 cái thành phần ở trong đó. Trong 37 cái thành phần này á có 8 cái chi phần đó, nó thuộc vào đạo đế, tức là 8 tâm sở nó thuộc vào đạo đế. Còn phần còn lại, những cái còn lại đó, tức là 37 thành phần mình trừ đi cho 8, nó chỉ còn lại 29 cái thành phần. 29 cái thành phần đó nó sẽ không thuộc vào đế nào cả, nó sẽ thuộc vào là ngoại đế. Bởi vì 29 cái thành phần này nó là những pháp siêu thế, cho nên nó không thuộc vào khổ đế. Nó không phải là tâm sở tham, cho nên nó không thuộc vào tập đế. Nó không phải niết bàn, cho nên nó sẽ không thuộc vào diệt đế. Và nó cũng không phải là đạo đế, bởi vì nó không phải là 8 tâm sở kết hợp. Cho nên 29 cái thành phần này nó sẽ rơi vào là ngoại đế. Cái đó là đang nói về cái tâm sơ đạo sơ quả, sơ đạo sơ thiền. Mình qua ví dụ gì, mình qua nói cái tâm sơ đạo tứ thiền đi. Tức cái tâm sơ đạo tứ thiền á, thì trong đó nó kết hợp cái gì? Nó bao gồm một cái tâm đạo và 33 cái tâm sở kết hợp. Đấy. Cho nên bây giờ là tức là nó sẽ có 34 thành phần ở trong đó. Trong 34 thành phần này á, thì trong này bởi vì cái này là tâm này là mình nói là tứ thiền, okay? Nó giống với tứ thiền, cho nên nó không còn tầm, nó không còn tứ. Nghe? Nó không còn tầm, nó không còn tứ. Nhưng mà nó vẫn còn hỷ. Nó không còn tầm, không còn tứ. À, cái này nó cũng mất luôn cái tâm sở hỷ luôn rồi. Qua bên cái tứ thiền nó mất luôn cái tâm sở hỷ, cho nên không còn tầm, không còn tứ, không còn hỷ. Và như mình biết khi mà không còn tầm, cái tầm đó mà trong tâm đạo nó là cái chánh tư duy. Right, cái chánh tư duy. Cho nên chính vì trong này nó chỉ còn lại có 7 cái chi pháp là thuộc vào đạo đế mà thôi. Bởi vì nó không còn, không, nó không có chánh tư duy, nó không có tầm. Thì trong cái tổ hợp bao gồm 34 thành phần này là 7 thành phần thuộc vào đạo đế. Bây giờ mình trừ đi 7 cái thành phần đó khỏi 34 cái thành phần, nó sẽ còn lại là 27 cái thành phần. 27 cái thành phần đó nó sẽ thuộc vào là ngoại đế, bởi vì nó không thuộc vào đế nào cả. Mình phải hiểu theo từng tâm một như vậy. Thì sau khi mà mình hiểu từng tâm một như vậy xong rồi, mình tính chung lại á, nó mới lòi ra cái con số là 28 tâm sở còn lại. Vì 28 tâm sở còn lại này thật ra nó là 28 tâm, nó không chỉ là 28 tâm sở còn lại mà nó là bao gồm rất là nhiều tâm sở trong đó, nhưng có những tâm sở khác nhau.
những tâm sự giống nhau. Khi mà những tâm sự nào giống nhau thì mình chỉ tính là một mà thôi. Cho nên nó mới gọi là 28 tâm sự còn lại, nhưng tâm sự rất là nhiều. Mình phải hiểu nó là như vậy. Cho nên từ khi mình hiểu như vậy, nó mới rõ, nó mới thông. Chứ còn thật sự đôi lúc mình hiểu tại sao nó là 28, đôi lúc là nó là con số khác mà họ không hiểu tại sao. Chị rõ chưa? Thì đó, từ đó cho nên á, là sau khi đã phân tích các pháp xong rồi, theo vào từng mục rồi, khi phân tích uẩn xứ giới đế thì mình sẽ dựa vào những cái cách phân tích chung này nè, mình mới xem cái nào nó rơi vào cái đế nào. Cho nên á, là không bao giờ mình không bao giờ có ngoại xứ và ngoại giới, bởi vì toàn bộ các pháp chân đế đều có thể phân chia thành 12 xứ và 18 giới, nhưng mà sẽ có ngoại uẩn và ngoại đế. Ngoại uẩn khi nào? Khi nào mà trong cái nhóm pháp cái pháp chân đế đó là mà nó có niết bàn ở trong đó, lúc đó nó sẽ có ngoại uẩn. Còn khi nào mà trong cái nhóm pháp chân đế đó mà nó có những cái thuộc vào những cái thành phần này nè, lúc đó nó sẽ có ngoại đế. Okay. Nghe mình phải hiểu là như vậy thì mình nó mới rõ ràng. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ đi qua cái tâm đề tiếp theo. Vì cái tam đề tiếp theo á, là nó là tam đề quả. Ok, tam đề quả này á, thì tiếng Pali của nó là Vipa. Thì cái tam đề quả này là nó không còn dư sót, tức là toàn bộ các pháp chân đế đều có thể được phân chia thành ba nhóm nằm ở trong tam đề quả, nó không còn dư sót. Thì cái thứ nhất là nó là các pháp dị thục, tiếng Pali nó gọi là Vipa Ka Dhamma. Cái thứ hai đó là các pháp dị thục nhân, Vipa Ka Dhamma Dhamma. Cái thứ ba là các pháp phi dị thục nhân, Niwa Vipa Ka Na Vipa Ka Dhamma Dhamma. Ok, các pháp dị thục này á, nó có nghĩa là các pháp mà là quả của thiện và bất thiện. Các pháp dị thục nhân này nó có nghĩa là các pháp mà có bản chất cho quả. Và cái cuối cùng, các pháp phi dị thục nhân này là các pháp không phải là quả mà cũng không cho quả. Dạ, dạ thưa thầy, tại sao mình không học các mẫu đề mà dư sót hết rồi mình học qua những cái mẫu đề không còn dư sót, mà tại sao mình phải học xen kẽ như vậy à? Dạ, vì cái cách này, cái cách này Đức Phật này thuyết giảng như vậy cho nên mình học như vậy. Dạ. Còn chuyện còn dư sót hay không là do trong quá trình mình học mình thấy nó còn dư sót và không dư sót. Nhưng trong khi, bởi vì khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng á, là ngài không có đụng tới những cái
gọi là dư sót, còn dư sót. Đức Phật ngài chỉ thuyết cho mẹ tôi chẳng hạn như cái mẫu đề tam đề thọ, Đức Phật ngài chỉ thuyết là các pháp tương ưng thọ lạc, các pháp tương ưng thọ khổ, các pháp tương ưng phi lạc phi khổ thọ, Đức Phật ngài chỉ nói vậy thôi. Rồi trong quá trình mà khi người phân tích kỹ vào sâu, nó là các pháp nào là tương ưng với thọ lạc, các pháp nào tương ưng với thọ khổ, các pháp nào tương ưng với thọ xả, rồi vậy thôi. Thì khi mình phân tích toàn bộ tất cả những cái nói như vậy thì cũng đúng, bởi vì đúng Đức Phật ngài cũng có trình bày những các pháp mà ngoại đề, nhưng mà mình có nó tóm gọn lại là cái này là do cái cách thuyết giảng của Đức Phật ngài thuyết 22 cái mẫu đề, đây là cái trình tự của ngài ngài thuyết giảng. Yeah. Rồi bây giờ đó là bây giờ làm như vậy, bây giờ có một cái điểm mà bị khổ một nỗi là tiếng Việt của mình nó dịch ra là như vậy, ok, cho nên nó nhưng mà trong tiếng Bali nó là khác, chẳng hạn cái từ vipa cá này á, tiếng Việt mình cũng dịch là quả, hay là đôi lúc các ngài dịch là dị thục, và có một cái từ là cái từ phá lá cũng dịch là quả luôn. Thì ở đây cái hiểu mình phải hiểu rõ cái này, mình có nói một lần rồi khi mình học bắt đầu á, vipa cá này á là nó chỉ cho những các pháp mà là quả, nhưng mà nó phải giống với cái nhân tạo ra nó. Bởi vì khi mình học như mình biết là khi mà nghiệp á, là nó có tạo ra luôn cả tâm tâm quả và sắc pháp do nghiệp tạo, cho nên sắc pháp do nghiệp tạo mình cũng gọi là quả của nghiệp, tức là của danh pháp luôn. Nhưng mà sắc pháp do nghiệp tạo nó không được gọi là quý ba cá, bởi vì sắc pháp nó không có giống với danh pháp, cho nên nó không được gọi là quý ba cá. Cho nên khi mà mình nhìn mình thấy cái từ quý ba cá thì mình phải hiểu là nó chỉ nói tới danh pháp mà thôi, bởi vì là những cái pháp, những cái danh pháp quả đó nó sẽ giống với cái những cái danh pháp và là nhân, như là cái tâm khi mà nó tạo ra quả cho quả của nó, thì cái quả của đó nó sẽ giống với cái nhân của nó, okay. Cho nên mình hiểu cái từ quý ba cá như vậy, cho nên ở đây khi mình phân tích vào sâu mình thấy là nó, khi mình học vào kỹ một cái chi pháp thì mình thấy khi mà nó cái pháp dị thục hay là những cái pháp quả này, nó chỉ là danh pháp chứ không có nó có sắc pháp và tâm ngã, okay. Nhưng mà khi đó khi mình đi vào những cái mẫu đề sau cũng có dùng cái từ quả, nhưng nó lại đôi lúc nó lại có sắc pháp ở trong đó, khi mà mình trong cái từ Bali nó phải không phải là cái từ quý ba cá nữa. Khi mình nhìn được cái từ Bali có cái từ quý ba cá, mình phải hiểu là cái này là quả nhưng mà nó chỉ là danh pháp mà thôi. Rồi bây giờ là cái chi pháp của nó thì nó sẽ là như thế nào, ok. Rồi một cái là mình thấy là các pháp dị thục thì chi pháp của nó, thứ nhất nó là 36 tâm quả và 38 tâm sở kết hợp, nghe ở đây, bởi vì như lúc đầu lớp đầu cái buổi 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 học mình cũng nói rồi đó, khi mình nhìn cái này là những cái con số nói chung, cái số số tóm gọn cuối cùng mà thôi. Nhưng mà ở đây khi mà nói tới 36 tâm quả và 38 tâm sở kết hợp này, mình phải hiểu là 36 cái tổ hợp danh pháp mà có liên quan tới những cái tâm quả. Nên khi mà mình nhìn một cái bảng nêu này là mình sẽ bắt ra những cái tâm là tâm quả đó, thì cứ mỗi cái tâm quả đó nó có những cái tâm sở kết hợp với nó, thì mình phải lấy hết tất cả 38 cái tổ hợp đó. Cho nên 38 cái tâm sở này á, sorry 30, 30, 36 cái tổ hợp. Thì 38 cái tâm sở này nó chỉ muốn nói tới là những mình tính thêm những cái tâm sở riêng nó không có giống nhau thôi, còn những cái tâm sở mà nó là giống nhau thì mình sẽ gộp chung lại thành một. Chẳng hạn như trong 38 cái tâm quả, 36 cái tâm quả này, tâm quả nào nó cũng đều có 7 cái tâm sở biến hành hết. Cho nên á, là thật sự trong này nó có tới 36, cứ mỗi cái tâm sở biến hành nó sẽ có tới 36 cái thành phần ở trong đó, là chứ không phải nó chỉ là đơn giản chỉ có 38 tâm sở.
Rồi các pháp dị thục nó là như vậy, còn các pháp mà dị thục nhân nó, tức là các những cái pháp mà có bản chất cho quả thì nó sẽ là 12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 50 tâm sở. Và một lần nữa cũng như vậy. Thật ra ở đây là mình muốn nói tới là 12 cái tổ hợp có liên quan tới bất thiện và 21 cái tổ hợp có liên quan tới thiện. Nên tính ra nó thành là, tính chung lại khi mình lấy những cái gì là khác nhau á, thì nó sẽ trở thành là 12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện và 52 tâm sở. Còn cái mục thứ ba là cái pháp dị thục và phi dị thục nhân, thì nó sẽ là những cái thành phần còn lại, tức là 20 cái tâm duy tác, 35 tâm sở, 28 sắc pháp và niết bàn. Thì ở đây cũng như vậy, mình phải hiểu là nó bao gồm là 20 cái tổ hợp mà có liên quan tới tâm duy tác. Trong 20 cái tổ hợp đó sẽ có 20 cái tâm và có rất nhiều tâm sở, nhưng mà khi tính những cái tâm sở khác nhau thì nó sẽ có 35. 28 sắc pháp mình phải hiểu này, nó là tổ hợp của những cái kalapa đó, tức là những cái nhóm sắc pháp đó. Nhưng khi mà mình tính ra những cái sắc pháp khác nhau, nó sẽ còn là 28. Cuối cùng như là niết bàn, thì những cái này nó sẽ thuộc cái nhóm thứ ba. Thì khi mình nhìn về đây, mình thấy là toàn bộ tất cả các pháp chân đế đều có mặt ở trong này hết. Cho nên ở đây cái tam đề này nó sẽ là không còn dư sót gì hết, cho nên nó không có ngoại đề. Rồi thì đôi khi những cái pháp dị thục này á, mà phân tích theo uẩn xứ giới đế thì nó sẽ có là 4 uẩn. Mình có thể phân tích nó thành 4 uẩn: 2 xứ, 8 giới và 1 đế. Các pháp dị thục nhân thì nó có thể phân tích là có 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 3 đế. Các pháp phi dị thục nhân thì nó phân tích thành là 5 uẩn, 12 xứ, 13 giới và 2 đế. Rồi bây giờ mình qua cái, bây giờ mình qua mình phân cái phân tích chi pháp và phân tích thủ xứ dưới đế. Ok, bây giờ cái đầu tiên là các pháp dị thục. Pháp dị thục ở trên là mình thấy nó là 36 tâm quả và 38 tâm sở kết hợp. Thì 36 tâm quả là gì? Thì bây giờ mình phải nhìn vào trong cái bản nêu này. 36 tâm quả này là 7 tâm quả bất thiện. 7 tâm quả bất thiện này thì phải nhớ xin thông xong mình học với tập trung, mình mở cái bảng nó lên. 7 cái tâm quả bất thiện này nó sẽ kết hợp chung với 10 tâm sở. 7 tâm, cho nên thật sự là mình phải nói từng, phải xem từng cái tâm một. 7 tâm sở bất thiện là cái gì? 7 tâm quả bất thiện là gì? 7 tâm quả bất thiện á, là trong đó nó sẽ có là 5 cái tâm thức này, 5 cái mà trong ngũ sống thức này, 5 cái bất thiện này. Mỗi cái tâm thức đó nó sẽ kết hợp với 7 cái tâm sở. Okay. Rồi cái tiếp theo chẳng hạn như là tâm tiếp thâu của bất thiện á, nó sẽ kết hợp với 10 tâm sở. Tâm quan sát quả bất thiện và thọ xả, nó sẽ kết hợp với 10 tâm sở. Cho nên nó sẽ tất cả có tất cả là 7 cái. Thì khi mình nhìn vào đó mình thấy là 7 10 10 này. Mình lấy tất cả là có 7, mỗi cái tâm thức này nè, nó sẽ có 7 tâm sở. Và tâm tiếp theo nó sẽ có 10 tâm sở. Và tâm quan sát nó sẽ kết hợp với 10 tâm sở. Thì bây giờ mình tính chung lại nó toàn bộ những cái tâm sở đó, mình rút ra những cái nào là riêng biệt ấy, thì mình sẽ thấy nó tất cả nó chỉ có 10. Chính vì như vậy cho nên á, là khi mình nói là 7 tâm quả bất thiện thì mình sẽ nói là có 10 tâm sở kết hợp. Okay. Rồi. Cho nên là 36 tâm quả này nó bao gồm là 7 tâm quả bất thiện và 10 tâm sở kết hợp. Thứ hai là 8 quả thiện. 7 quả bất thiện là
10 tâm sở. Tiếp theo là 8 quả thiện vô nhân. Và những tâm sở cái này là mọi người tự tính nha, những tâm sở kế thật tương ứng. Rồi tiếp theo là 8 đại quả và những tâm sở kế thật tương ứng. Rồi là 5 quả sắc giới và những tâm sở kế thật tương ứng. 4 quả vô sắc, tâm sở kế thật. Cuối cùng là 4 quả siêu thế và 36 tâm sở kế thật. Đây, toàn bộ những cái này á, tính chung lại nó thành là 36 tâm quả và 38 tâm sở kế thật. Okay. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái uẩn. Uẩn thì như ở trên mình thấy nó sẽ phân chia thành là 4 uẩn. 4 uẩn. Thứ nhất là bởi vì trong này nó không có sắc pháp cho nên mình sẽ không có sắc uẩn. Thọ uẩn là gì? Tâm sở thọ. Nhưng mà mình phải hiểu là nó là 38 tâm, 36 tâm sở thọ kết hợp với 36 tâm quả. Mỗi cái nhóm, mỗi cái tổ hợp nó sẽ có một cái tâm sở thọ, 5 tâm sở thọ trong đó. Mà đây, ở đây mình có tới 36 cái tổ hợp cho nên nó có tới 36 cái tâm sở thọ. 36 cái tâm sở thọ đó nó đều thuộc vào thọ ứng hết. Nhưng mà vì 36 tâm sở thọ nó giống nhau cho nên mình nói chung là thành là tâm sở thọ. Nhưng mình phải hiểu là nó 36 cái tâm sở thọ trong đó là. Cái thứ hai, tưởng uẩn. Tưởng uẩn thì nó sẽ là 36 cái tâm sở tưởng. Hành uẩn là gì? Hành uẩn là toàn bộ những tâm sở kết hợp với 36 trong, nằm trong 36 cái tổ hợp này. Thì bây giờ tính mà tính ngắn gọn lại, nó sẽ còn lại là 36 tâm sở còn lại. Thì mình phải hiểu nó là 38 cái này nè. Okay. Bởi vì ở trên mình tính chung là thành 38. 38 mà bây giờ mình đã loại ra cái thọ với cái tưởng rồi, nó chỉ còn lại cái 36. Okay. Nhưng mình phải hiểu 36 này là tính theo cái tên gọi mà thôi. Nhưng thật sự nó có rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cái mà thành ứng này nó sẽ có bao nhiêu? Nó sẽ có là 36 cái tâm sở xúc ở trong đó. Bởi vì 36 cái tâm sở xúc nằm ở trong 36 cái tổ hợp. Okay. Nó sẽ có luôn những hành xúc thọ tưởng tư, nó sẽ 36 cái tâm sở tư cũng thuộc vào hành luận luôn. Bây giờ nó cái đó là những cái tâm sở chung. Bây giờ mình tính riêng một chút xíu, chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái tâm sở trí tuệ đi, tức là tâm sở đúng là tâm sở trí tuệ, nó sẽ có bao nhiêu tâm sở trí tuệ trong đó nằm ở trong hành luận. Bây giờ đây nhìn vào đây, tâm sở trí tuệ nó có nằm trong, nó có kết hợp với 7 tâm quả bất thiện không? Không. Okay. Nó có kết hợp với 8 tâm quả thiện vô nhân không? Không. Nó có kết hợp với 8 đại quả không? Trong 8 đại quả đây nó chỉ có kết hợp với 4 cái tổ hợp mà có hợp trí mà thôi. Cho nên trong 8 cái đại quả này nó sẽ có 4 cái tâm sở trí tuệ trong này. Okay. Trong 5 cái quả sắc giới này á, là bởi vì đây là những cái tâm thiền cho nên nó có trí tuệ ở trong này. Ở trong cái 5 cái tổ hợp này mình sẽ có thêm 5 cái tâm sở trí tuệ. 4 cái tổ hợp này nó sẽ có 4 cái tâm sở trí tuệ. 4 cái tổ hợp mà thuộc về quả siêu thế này nó cũng sẽ có là 4 cái tâm sở trí tuệ. Cho nên thật sự trong cái hành luận này nó sẽ có bao nhiêu tâm sở trí tuệ. Mình lấy 4 cái từ cái đại quả nè, 5 cái từ cái quả vô sắc nè, 5 cái từ cái quả vô sắc, 5 cái từ cái quả sắc giới, 4 cái từ cái quả vô sắc và 4 cái từ cái quả vô sắc. Cho nên mình cộng chung lại nó thành là 17 cái.
17 cái tâm sở trí tuệ nằm trong này. Trong này nó có 17 cái tâm sở trí tuệ ở trong. Nhưng mà bởi vì 17 cái tâm sở trí tuệ nó giống nhau cho nên mình tính chỉ có một. Cho nên trong 36, con số 36 này là nó có một tâm sở trí tuệ. Nhưng mình phải hiểu cái tâm sở trí tuệ đó thật ra nó có tới 17 cái, là 17 cái nó nằm vào trong 17 cái tổ hợp mà có được trí. Đó là cái cách mình phải hiểu. Thì đó mà. Cho nên á, mình phải hiểu nó là như vậy cho nên mình mới hiểu rõ vấn đề. Còn những cái con số này nó sẽ giúp cho mình sau này mình học, mình ôn lại, mình sẽ nhìn những con số này nó là những con số chung. Nhưng mà trong những cái con số này khi mình hiểu sâu vào, nó phải là như vậy. 36 cái này là 36 cái tâm sở riêng. Trong 36 cái tâm sở này, mình nói 36 cái này là nó có một cái tâm sở trí tuệ trong đó. Nhưng mà cái tâm sở trí tuệ đó là cái đại diện cho 19 cái tâm sở trí tuệ có mặt ở trong 36 cái tổ hợp này. Okay. Yeah. Thế cái này mọi người cố gắng ngồi suy ngẫm lên một chút thì nó mới hiểu rõ sâu ra được như vậy. Dạ. Yeah. Rồi, ok, thôi chắc bữa nay mình ngưng, tạm ngừng ở đây, tuần sau mình sẽ tiếp tục. Dạ. Yeah.